người dân thôn Hồ, xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị đau xót trước hiện trường phá trận ngổn ngang. Đây là cánh trận đầu nguồn thôn Hồ, cách khu dân cư không xa, được nhiều đời người dân Kiều nối tiếp bảo vệ trong hàng trăm năm qua. Cả mảng rừng trong hoác, trồng bát ngát, trải dài hết triền đồi. Hàng loạt cây cổ to đường kính hơn 80cm bị cưa ngã nằm ngổn ngang, chất chồng lên nhau. Trên khu vực đầu nguồn, diện tích bị phá là 0,9 hectare. Ngoài ra, còn có hai khu vực khác cũng bị phá trắng với diện tích gần 0,45 hectare và 0,2 hectare. Ông Bùi Văn Duẩn, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho hay, đơn vị nhận tin báo vào giữa tháng 6 năm 2024. Qua xác minh, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Điều tra ban đầu cho thấy, một người tên H đã thuê ba cá nhân phát quang để phục vụ dự án khai thác quặng sắt. Ngày 14 tháng 10, hạt kiểm lâm đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng theo quy định và chuyển hồ sơ cho công an huyện Hướng Hóa để tiếp tục điều tra.